thống đầu tư Atarget. Xin kính chào tất cả quý nhà đầu tư. Như trong video đầu tiên thì chúng tôi đã chia sẻ với quý nhà đầu tư về cách cài đặt phần mềm Ami Broker. Đây là màn hình trong video đầu tiên chúng tôi đã chia sẻ cho quý nhà đầu tư về cách cài đặt. Vậy làm sao để cập nhật dữ liệu trong phiên và chúng ta có thể phân tích dữ liệu trong phiên và những cái chỉ số nào mà chúng ta nên dùng ở trong phần mềm Ami Broker để chúng ta có thể nhận biết và phân tích cổ phiếu một cách tốt nhất. Tuy nhiên, để cài đặt sử dụng dữ liệu cập nhật trong phiên thì chúng ta sẽ phần tải phần mềm về. Thì hiện tại quý nhà đầu tư tiếp tục vào trong web Atarget.com và vào mục chứng khoán, quý nhà đầu tư vào mục ebook và công cụ. Sau khi vào mục ebook và công cụ thì quý nhà đầu tư nhấn vào mục Ami Broker và Data Feed. Ami Broker thì chúng ta đã cài đặt như thế đã chia sẻ cho quý nhà đầu tư trong video đầu tiên. Thì cái tiếp theo thì chúng ta cập nhật dữ liệu trong phiên thì chúng ta sẽ tải phần mềm Data Feed. Data Feed là một phần mềm của công ty chứng khoán VN Direct hiện tại cung cấp miễn phí cho quý nhà đầu tư có thể sử dụng dựa trên nền tảng của Ami Broker, có thể cập nhật dữ liệu liên tục trong phiên. Và đây là link download của phần mềm Data Feed, thì chúng ta tải link download của phần mềm Data Feed. Vì tải phần mềm cập nhật Data Feed hơi phức tạp một chút, và thứ hai các bước phải làm tuần tự, thế nên quý nhà đầu tư cố gắng theo dõi thật kỹ những cái bước mà Thế sẽ cập nhật ở trong cái phần mềm để chúng ta có thể sử dụng dữ liệu cập nhật ngay trong phiên. Đầu tiên chúng ta sẽ tải link download ở trên trang web Atarget.com về. Chúng ta nhấy đút chuột vào. Sau đó chúng ta sẽ ấn phần tải về. Và sẽ hiện lên ô Google Drive không thể quét virus cho tập này, thì chúng ta ấn tiếp tục cái phần vẫn tải xuống. Và chúng ta cũng tạm thời new ở phần desktop. Dữ liệu của chúng ta đang được tải về. Điều đầu tiên mà sau khi mà chúng ta tải về thì chúng ta sẽ cài đặt phần mềm Data Feed. Sau khi cài đặt phần mềm Data Feed thì chúng ta sẽ mở ô cài đặt dữ liệu cập nhật ở Ami Broker, và tiếp theo là chúng ta sẽ cập nhật dữ liệu cho Data Feed, lại quay lại cập nhật dữ liệu cho Data Feed. Một số bước nó khá phức tạp và chúng ta cần phải thực hiện đúng thì cái dữ liệu mới cập nhật được, thế nên quý nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ. Đầu tiên, sau khi mà tải về xong rồi thì chúng ta sẽ nháy đúp chuột vào phần mềm mà chúng ta đã tải. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn sau khi mà chúng ta đã tải tập Data Feed Setup zip về thì chúng ta cần phải mở tập này ra và giải nén tập này, thì chúng ta sẽ ấn vào ấn chuột trái vào và ở bên góc bên phải của phần mềm, và chúng ta chọn mục Show in Folder thì sẽ hiện lên mục này với và chúng ta cần phải giải nén mục này ra. Tiếp theo là chúng ta kích chuột phải và chúng ta extra file và chúng ta ấn OK thì tập Data Feed sẽ hiện lên Data Feed Setup. Đây là tập Data Feed Setup, và tiếp theo quý nhà đầu tư sẽ nhấn nút chuột vào tập Data Feed Setup, và đây là và chúng ta cũng tiếp tục nhấn nút chuột vào thì hiện ra cái phần mềm Open File Security Warning, thì chúng ta tiếp tục ấn Run để chúng ta cài đặt phần mềm này vào trong máy tính. Chúng ta tiếp tục ấn Yes. Phần mềm Setup Data Feed thì chúng ta tiếp tục ấn Next. Chúng ta hiện ra ô này thì chúng ta cũng tiếp tục ấn Next. Cái ô này quý nhà đầu tư lưu ý đó là Create a Desktop Icon, nghĩa là có hiện lên icon ở trên desktop hay không thì quý nhà đầu tư tích chuột vào đây. Và sau khi tích chuột thì chúng ta tiếp tục ấn Next Install.
để chúng ta cài đặt phần mềm DataFit. Quý nhà đầu tư lưu ý rằng nhé, các bước như sau. Đầu tiên là chúng ta phải tải DataFit về, sau đó chúng ta cài đặt phần mềm này ở trên máy. Và sau khi cài đặt xong thì chúng ta ấn Finish nhé, thì là phần mềm DataFit đã hiện lên. Đây là phần mềm DataFit đã hiện lên ở trên màn hình desktop của quý nhà đầu tư. Sau khi chúng ta cài đặt xong thì chúng ta lại quay trở lại AMI Broker để chúng ta thiết lập dữ liệu mới. Và sau khi thiết lập dữ liệu mới thì chúng ta lại quay lại DataFit để chúng ta cập nhật dữ liệu. Đây là DataFit đã chúng ta đã cài đặt phần mềm xong. Vâng, tạm thời nó sẽ hiện DataFit sẽ hiện lên ô như thế này, thì chúng ta sẽ tạm thời là chúng ta sẽ để sau và chúng ta sẽ quay trở lại phần mềm AMI Broker. Đây là phần mềm AMI Broker như trong video trước tôi đã chia sẻ với quý nhà đầu tư cài đặt, thì quý nhà đầu tư sẽ chọn phần Files New Database. File New Database thì đây là mục chứa dữ liệu để cập nhật dữ liệu trong phiên mới. Và chúng ta sẽ quay lại, sau khi mà chúng ta bật cửa sổ này thì chúng ta sẽ quay lại ổ ở trong, chúng ta tạo một cái ổ mới ở trong máy tính của mình. Là ổ này là ổ không có dữ liệu và ổ hoàn toàn trống, thì chúng ta có thể chọn một ổ E và chúng ta sẽ chọn phần New Folder để chứa cái dữ liệu mà chúng ta sẽ tải về cũng như là cập nhật cho AMI Broker. Thì chúng ta sẽ viết một tên của phần mềm. Đây, chúng ta tạo một ổ mới hoàn toàn mới ở trong ổ E, đó là target như tôi đã chọn để quý nhà đầu tư có thể theo dõi. Đây là một ổ mới hoàn toàn không có dữ liệu. Tiếp theo chúng ta sẽ quay trở lại phần mềm AMI Broker. Thì sau khi mà chúng ta chọn file database setting thì chúng ta sẽ chọn Browse. Chúng ta sẽ chọn cái phần mềm, cái ổ thư mục mà chúng ta vừa chọn lúc nãy. Và chúng ta chọn vào ổ E. Đây là ổ thư mục mà chúng ta vừa tạo ra, là hoàn toàn trống, chưa có dữ liệu gì. Và chúng ta sẽ ấn Open. Ấn tiếp tục Open. Save. Thì database folder thì hiện tại sẽ new ở ổ E target. Và tiếp theo khi mà chúng ta chọn được mục chứa dữ liệu này rồi thì chúng ta sẽ ấn phần mềm create. Đây là cái phần mềm tạo dữ liệu ở trong ổ này. Sau khi mà ấn phần mềm create thì chúng ta ổ tiếp theo là data source, nguồn của dữ liệu, thì chúng ta sẽ chọn metastock a cộng data flood in. Tiếp theo đó là number of base, nghĩa là cái số mà chat hiển thị. Thì ở đây người ta mặc định ghi 1.000 thì chúng ta sẽ chọn 10.000 để làm sao cho cái chat của chúng ta được hiển thị từ ngày đầu mà chúng ta cập nhật dữ liệu. Sau đó chúng ta ấn Configure thì sẽ hiện lên một mục như này. Mục như này là mục hoàn toàn trắng. Và khi mà hiện lên mục như này thì chúng ta sẽ quay trở lại phần DataFit để chúng ta cập nhật dữ liệu cho mục này. Quý nhà đầu tư lưu ý nhé, một số bước này hơi khá phức tạp, chúng ta thực hiện sai thì sẽ không cập nhật được dữ liệu như chúng ta mong muốn. Sau khi hiện ô này lên thì chúng ta lại quay lại phần mềm DataFit. DataFit thì đây là một thư mục để lưu DataFit, thì chúng ta sẽ chọn cái thư mục vừa rồi mà chúng ta lập ở ổ E, đó là thư mục ATARGET, để đồng bộ với cái thư mục ở trong dữ liệu của AMI Broker lúc nãy mà chúng ta vừa tạo xong. Sau khi chúng ta chọn thư mục này, chúng ta ấn Open và tất cả dữ liệu sẽ được lưu ở thư mục này.
thì chúng ta ấn new vào cấu hình. Khi mà ấn new vào cấu hình thì giá sẽ tự động tải toàn bộ lịch sử giá, và chúng ta phải chờ tầm khoảng độ 1 phút để chúng ta cập nhật dữ liệu cho thư mục này. Một số bước hơi khá phức tạp, thế nên quý nhà đầu tư cần phải thực hiện đúng theo cái quy trình để chúng ta mới có thể cập nhật được dữ liệu. Hiện tại phần mềm DataFeed đang tải toàn bộ lịch sử giá của các cổ phiếu từ ngày đầu đến bây giờ. Vâng, sau khi cập nhật xong thì bắt đầu đang cập nhật tất cả các dữ liệu, các cổ phiếu. Và quý nhà đầu tư lưu ý, mỗi ngày, mỗi buổi mà chúng ta bật lên ấy, thì chúng ta chỉ cần để cập nhật dữ liệu thường xuyên thì chúng ta chỉ cần ấn đúp chuột vào desktop, vào icon của DataFeed trên màn hình thôi. Thì là dữ liệu sẽ tự động cập nhật vào AMI Broker để quý nhà đầu tư có thể tự động phân tích. Vâng, giá cập nhật dữ liệu đã xong. Và sau khi mà cập lập dữ liệu xong thì chúng ta tạm thời cho nhỏ ô DataFeed xuống, và chúng ta lại quay trở lại cái màn hình này của màn hình AMI Broker. Chúng ta sẽ ấn vào Add Folder, và đây sẽ hiện lên cái màn hình của Atarget. Nếu mà không hiện lên thì quý nhà đầu tư cũng chọn cái mục đó là login ở Atarget. Sau khi mục login này nghĩa là đây là nơi mà chúng ta vừa lưu dữ liệu của DataFeed tải về, và chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta sẽ ấn open, nó sẽ hiện lên đây là ổ e mục Atarget, và chúng ta sẽ ấn retry symbol done, rồi chúng enter đây auto refresh thì chúng ta tích vào, và chúng ta sẽ ấn ok. Và sau khi ok mục đó thì chúng ta tiếp tục ấn ok thì dữ liệu của chúng ta sẽ được cập nhật. Đây là dữ liệu của chúng ta đã được cập nhật đến ngày cuối cùng. Và cái ô ở giữa này, như lúc đấy thì tôi chia sẻ, đây là so sánh của một cổ phiếu, thì chúng ta tạm thời như vậy thì chúng ta đã hoàn thành xong cái mục đó là gì? Mục cập nhật dữ liệu cho AMI Broker. Và sau khi mục này hàng ngày thì quý nhà đầu tư chỉ cần ấn đúp chuột vào đây thôi. Sau mỗi buổi thì DataFeed running, DataFeed sẽ tự chạy, và chúng ta ấn vào cập nhật dữ liệu thì dữ liệu sẽ tự cập nhật cho AMI Broker. Và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại màn hình AMI Broker làm sao để chúng ta có thể phân tích một cách tốt nhất. Thì đầu tiên, đây là như tôi đã chia sẻ trong phần cài đặt AMI Broker, là chúng ta chọn Fly Foreigner thì sẽ ra cái ô mục này, và chúng ta sẽ sửa, nghĩa là đây là phân tích cổ phiếu mà chúng ta cần xem. Với hiện tại thì chúng tôi sửa với VN Index để chúng ta hiểu biết được xem hiện tại tương quan giữa chỉ số VN Index và tương quan với cổ phiếu như thế nào. Đây là màu đen thì để chúng ta thay vào màu đỏ, thì quý nhà đầu tư có thể ấn vào cái mục này Preference, sau đó chính quý nhà đầu tư chọn Color và nhấn tăng thì chúng ta chọn màu xanh, nhấn giảm thì chúng ta chọn màu đỏ, và sau đó chúng ta ấn OK. Thì đây là
màn hình mà chúng tôi hay sử dụng để phân tích cổ phiếu cũng như hay sử dụng để đưa ra các quyết định đầu tư. Chẳng hạn một cổ phiếu đi, đây là HBC. Thì ở trên này đó là VN Index, thì chúng ta xem VN Index đang ở xu hướng như thế nào, kết hợp với cổ phiếu đang biến động ra sao. Và tiếp theo một cái chỉ số rất là đơn giản cũng như tôi hay sử dụng để phân tích, đó là chúng ta sẽ sử dụng đường MA. Đường MA thì tôi hay sử dụng đường MA, tôi hay sử dụng đường MA 50 để chúng ta có thể nhận biết được xu hướng. Và sau khi mà chúng ta thấy đường MA đây thì quý nhà đầu tư kéo và thả ra, đây là chúng ta sẽ sử dụng thành đường MA 50 để chúng ta có thể hiểu rõ xu hướng của thị trường chung như thế nào. Đây là một cái đường phân tích rất là đơn giản thôi. Tiếp theo, xu hướng cổ phiếu cũng vậy, chúng tôi cũng sử dụng đường MA 50. Vì các cột khối lượng như thế này thì chúng ta cũng rất khó nhìn, thì tôi hay sử dụng đường, vì chuột nó hơi nhạy thì nên là nó hiện ra, thì chúng tôi hay sử dụng cái đường đó là đường MA 20 để chúng ta phân tích. Về phân tích khối lượng thì chúng tôi hay sử dụng đường MA 20 để chúng ta có thể phân tích được khối lượng trung bình trong một tháng như nào. Thì đây là tôi đã chia sẻ về những cái phần mềm và công cụ mà tôi hay sử dụng. Đó là đầu tiên là chúng ta sẽ cài đặt AMI Broker như thế nào, chúng ta cũng đã hiểu được. Tiếp theo là chúng ta sẽ cập nhật cái phần mềm cập nhật dữ liệu quan sát trực tiếp trong phiên như thế nào. Và đây là màn hình mà chúng tôi hay sử dụng. Ý nghĩa của màn hình này là như thế nào? Thì đầu tiên thì tôi cũng, ý nghĩa của màn hình đầu tiên là chúng ta sử dụng phân tích thị trường chung, sau đó đến phân tích diễn biến của cổ phiếu cụ thể, và tiếp theo là chúng ta dựa vào những khối lượng để chúng ta có thể đưa ra cái quyết định đầu tư hợp lý nhất. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý nhà đầu tư đã theo dõi phần video 1 cũng như video thứ 2 về cài đặt và sử dụng phần mềm công cụ đầu tư. Mọi thắc mắc quý nhà đầu tư có thể comment trực tiếp để chúng tôi có thể hỗ trợ quý nhà đầu tư một cách tốt nhất. Vâng, xin cảm ơn quý nhà đầu tư và hẹn gặp lại quý nhà đầu tư trong các video tiếp theo để chúng tôi chia sẻ các giá trị hữu ích hơn cho quý nhà đầu tư. Hẹn gặp lại, xin cảm ơn.